Con có khó chịu trong người không? Để bác coi cái máy quay có quay ngay con không nha. Giờ hai bác cháu ngồi đây. Con thương ba nhiều lắm phải không? Ờ, thôi nha con. Ba thấy không? Ba phải đi á. Ba phải đi xin cơm á, xin cơm để mà hai cha con ăn đó biết không? Ừ. Con thương ba nhiều không? Thôi con ráng nha, con ráng con ăn uống và có cái gì á, có đau gì á thì con có đau gì con nói với ba đi rồi bác sĩ ấy nha. Ừ. Ông bà cô bác thương con nhiều lắm á nha con. Ừ, con khỏe đi, giờ mốt rồi bác Khánh chở về nhà bác Khánh chơi nha. Nha, về nhà bác Khánh chơi với bác Phong chơi nha. Ừ. Đó này đâu rồi bà. Ủa, bà đi chú Phong kìa, bà đi chú Phong đi bên kia rồi đó. Đó con thấy đi bên đó đó, phải đi ra ngoài đó mới xin cơm được á, thấy không? Ừ. Đúng quá. Sao? Con muốn lúc vẫn qua mặt Hảo kia. Ừ. Bà Hảo, con muốn hết bệnh để thăm bà Hảo hả? Ừ. Hôm qua con nói chuyện với bà Hảo nhiều không? Không. Hả? Con có thương bà Hảo không? Thương. Thương nhiều không hả? Bà Hảo cũng thương con. Đúng rồi, bà Hảo thương con nhiều lắm á. Bà Hảo cũng muốn cho con lo cho con để cho con mau hết bệnh. Và muốn bà Hảo về thăm con nha. Con dạ. Con hứa là con phải khỏe để gặp bà Hảo nha. Dạ. Ừ. Và con có nhớ ông Tâm bà Ngọc không? Con nhớ ông Tâm bà Ngọc không mua trái cây cho con không? Con nhớ không? Dạ. Ừ. Vậy con có muốn nói chuyện với bà Hảo nữa không? Tối mới nói chuyện được, bây giờ bà nghỉ rồi. Dạ. Bà nghỉ rồi, bây giờ bên đó là bà nghỉ rồi, tối nói chuyện với bà Hảo nha. Dạ. Mà con không có đau thiệt luôn á hả? Con có đau không? Con có khó chịu không? Khó chịu hả? Vậy sao nãy bác Khánh hỏi con nói không có đau. Con đau ở đâu? Con đau ở đâu chỉ cho bác Khánh rồi. Đau đó đó hả? Có đau bụng không? Trên cái người con có đau không? Rồi nãy giờ bác vô đây đi bác Phong á. Bây giờ con tên gì nói cho bà. Con tên gì? Khang hả? Con tên bé Khang phải không? Nãy giờ bác biết rồi nhưng mà bác hỏi con á. Ngoan lắm á, con ngoan lắm á. Bác nãy giờ bác vô lên đây bác gặp trực tiếp con vậy nè, bác thấy con vậy là rất là ngoan luôn. Rất là thông minh, giỏi nữa. Con ráng hết bệnh để mốt và đi học vậy làm việc để giúp cho bà con nữa, giúp cho những người nghèo á. Dạ. Con biết không? Biết. Ừ. Thì hôm nay ông bà cô bác á giúp cho con vậy nè, con có vui không? Vui. Vui nhiều không? Ừ. Bây giờ hết vui rồi. Sao? Bây giờ hết vui rồi. Sao hết vui? Không ạ. Bữa giúp thì vui, bây giờ hết vui rồi hả? Ôi, đâu, ông bà cô bác cũng còn giúp con mà. Ông bà cô bác cũng đang giúp con mà. À, để bác Khánh chuyển máy quay lại cho con nhìn thấy con nè. Đó, con thấy con luôn. Con thấy con trong màn hình không? Nè, đó. Ừ. Vậy con nói chuyện với bà Hảo nhé. Ông Tâm bà Ngọc là con cũng nhìn trên màn hình thì con thấy phải không? Ừ. Thật sự luôn cái người của bé Khang đây, ông bà cô bác ơi, cứng hết luôn rồi, cứng ngắc luôn rồi, mà đi nói chuyện rồi rất là dễ thương luôn, rất là ngoan luôn á. Giờ một ngày con ăn nhiều không? Không. Nãy hồi sáng giờ con ăn cái gì? Con ăn cháo hả? Dạ con ăn cháo nha. Dạ. Bố mình nói chuyện, mình nói ông bà cô bác, mình nói dạ nha con. Dạ. Con ngoan nha con. Dạ. Ừ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 5 tuổi hả? Dạ. Ừ. Rồi con bệnh này lúc nào?
Con biết con bệnh lúc nào không? Con bệnh trước của có trời con đeo quá nhỏ chứ. Giờ bị con có bao cổ bị cái kê. Ừ, giờ con có đi học không? Bữa có kê học rồi, bây giờ hết rồi. À, bữa trước là con có đi học mà bây giờ đang bị bệnh là chưa đi học lại phải không? Dạ. Con ráng đi hết bệnh rồi đi học lại nha. Dạ. Con bé nó ngoan. Ừ. Rồi mẹ con là mẹ con bỏ đi vậy, có về thăm không? Có lúc nào về thăm con không? Không. Không có về luôn hả? Vậy là con còn một người chị đúng không? Dạ. Chị ở ngoài quê hả? Ừ. Chị có điện thoại nói chuyện với con thường không? Dạ. Chị có nói chuyện với con thường không? Có. Ừ, dạ có nha. Dạ. Ừ, cái chân con cũng bị, cái chân con có đau không? Dạ, có cái cốt. Hả? Con kia cốn ra. Sao? Dạ, nó cứng rồi. Ừ, nó cứng rồi. Mà con đi nó nhẹ không? Con đi nó có đau chân không? Dạ. Ừ. Con muốn. Sao con? Trời con kia á. Nhà kia hết cỏ luôn. Con làm gì? Con kia á. Nhà kia hết cỏ luôn. Con đi ra hết nổi luôn hả? Ừ. Giờ con có đi tiểu nhiều không? Chắc con không đi tiểu nhiều nên cái bụng mới cứng vậy nè. Phải không? Con đi toilet nhiều phải không? Đi cầu nhiều không? Nhiều. Nhiều hả? Cầu con cái có ít hả? Con đái ít rồi hả? À. Có cả cái nhiều, bây giờ cái ít luôn. Bữa hổm đái nhiều, bây giờ đái ít hả con? Ừ. Không sao đâu, ở ngoài ngoại á. Con biết làm sao không? Mình phải ra ngoài mình xếp hàng nữa. Xếp hàng á, xếp hàng thì mới nhận cơm với con. Con thấy không, ba đi á, bây giờ ba đi làm thì lo cho con bệnh như vậy nữa nè, rồi lo tiền cho ông ở ngoài quê, rồi lo cho chị đi học nữa. Ừ, thấy thương quá. Con thương ba nhiều không? Thấy không, nãy bác không nói đó, ba con đi làm mà đi làm mặc cái quần mà từ cái màu này nó chuyển qua màu kia luôn, con thấy không? Con thương ba nhiều nha. Giờ con còn nhớ mẹ không? Hạ xuống hả? Hạ xuống trên con. Con không nhớ mẹ luôn. Làm sao không nhớ? Con thương ba. Con thương ba hả? Ừ, Khánh trò chuyện với bé Khang đây mà mình có cảm giác là thực sự không biết nói như thế nào luôn, mà rất là thương bé đây luôn á, bạn cô bác ơi. Bé rất là nói chuyện, từng câu nói, từ cái cử chỉ của bé là rất là ngoan và giỏi luôn á. Cái cánh sờ sau lưng của bé nè, nó cứng ở đằng sau luôn á. Cho bác nhìn đằng sau cái nha. Con ngồi thẳng lưng ra được không? Hay là con ngồi vậy thôi? Con ngồi thẳng lên nó đau hả? Phải không? Ngồi thẳng lên vậy á. Đó. Con ngồi thẳng lên. Con ưỡn lên không được hả? Hay sao? Ừ, con ngồi cái khung vậy ta. Có mỏi không? Rồi cái người của bé nè. Con muốn khóc nhiều nha con. Con buồn con khóc hả? Ừ. Giờ con nhìn á, con nhìn mấy anh, mấy chị, mấy bạn chơi ngoài kia, con thấy con muốn đi chơi không? Muốn nhiều, thích rồi, có thích muốn đi được đi chơi như vậy không? Con muốn như vậy là con phải điều trị bệnh cho hết bệnh nha. Hết bệnh khi nào cái bụng con nè, nó xẹp luôn. Giờ con á, con đi đứng lại bình thường á, ăn uống bình thường thì con mới đi chơi được, mới đi học được. Sao con? Con muốn chơi rồi. Bữa trước mà con muốn là xuống đây chơi á hả? Mà con chơi không được phải không? Mai mốt là hết bệnh là con đi xuống con chơi nha. Hết bệnh xuống đây chơi bù nha. Ừ, con làm sao nè, con làm sao mà cái người con cái bụng nó xẹp xuống, con phải đi tiểu nhiều, ăn nhiều vô cho khỏe mới có sức nha.
Nãy là nói chuyện rồi, con biết bác tên gì không? Bác tên gì? Bác Khánh. Bác Khánh nha, bác tên Khánh nha. Vậy bác sẽ sắp xếp lên đây, có gì lên đây thăm con thường thường chơi nha. Vậy để xem rồi con hết bệnh rồi bác dắt con qua bên đây chơi bên đây nha. Thấy thương quá trời. Con đi hồi nãy con đi bộ xuống luôn á hả? Dạ. Con đi bộ. Ông ba kêu bộ cô. Hả? Nếu ba kêu bộ cô. À. Đó, con thấy không? Thấy đó, ba đi chú phòng á, thì chú phòng đi, thì bác phòng bác Khánh già quá. Thi thường khóc luôn. Năm tuổi với một cái bé trai này thật sự thì ý thức rất là cao đó ba nè, thấy không? Rồi sao không có gì vậy? Đông quá rồi không lấy được luôn hả? Nói chung cơ hội có phiếu mà cũng có phiếu mà cũng không được, chưa có phiếu hồi chưa không mua con bác, nhưng mà da thì người ta không đi đâu. Cuối cùng không như vậy, nãy là nói là muốn đi chơi giống như mấy bé chưa mà đi không được. Không, Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình